Trương Huệ Vân không được ăn chia, kháng cáo vì chỉ làm theo chỉ đạo của bà Lan. Công an lật tẩy chiêu trò của Hải Idol dàn 4 xe giữa đường chụp ảnh. Thiếu tá công an kể lại giờ khắc sinh tử cứu doanh nhân trước tên tội phạm nguy hiểm. Năm tổ công tác đặc biệt của công an trên khắp đường phố, chuyện gì đang xảy ra? Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin gây chú ý vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan mới đây. Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mới ban hành, bị can Đỗ Thị Nhàn Cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị cáo buộc tội nhận hối lộ với số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 118 tỷ đồng. Kết luận điều tra nêu rõ bà Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra ngân hàng SCB. Trong quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB, bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn, 5,2 triệu đô la Mỹ thông qua lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc. Sau khi nhận hối lộ, bà Nhàn đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước để không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB. Bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỷ đồng, nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo chính phủ nữ cựu cục trưởng cục thanh tra còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm, tạo điều kiện cho ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Nhàn khai trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, bị can đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn, tổng số tiền đã nhận là 5.200.000 đô la Mỹ. Cụ thể giữa vào cuối tháng 3 năm 2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của Nhàn tại trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng số 25 Lý Thường Kiệt Hà Nội, đưa cho cựu cục trưởng cục thanh tra một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la Mỹ. Sau khi nhận quà, Nhàn đã mang 200.000 đô la Mỹ về cất ở nhà. Từ tháng 10 năm 2018 cho đến tháng 12 năm 2018 đang trong giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại ngân hàng SCB. Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ tới đưa cho nhàn. Trong đó có một lần nhàn nhận thùng xốp đựng 1 triệu đô la Mỹ và hai lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu đô la Mỹ tại nhà riêng của nhàn. Theo kết luận điều tra, khi nhận nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì? Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra. Bà Nhàn cũng khai khi nhận tiền đã cho vào thùng khác rồi cất trong phòng ngủ riêng tại chung cư và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12 năm 2022, nữ cục trưởng đã chia số tiền này mang 2,6 triệu đô la Mỹ gửi nhờ tại nhà một người họ hàng bên chồng ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại bà Nhàn cho vào thùng sắt khóa lại, mang sang nhà ông Đỗ Xuân Lộc, em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn, cất vào trong tủ phòng. Bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa. Theo kết luận, nữ cựu cục trưởng khẳng định những người nhận tiền của mình nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền, do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì. Làm việc tại cơ quan điều tra, ông Đỗ Xuân Lộc đã xác nhận việc bà Nhàn gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ và tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu đô la Mỹ. Còn gia đình họ hàng bên chồng bà Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hai lần nữ cựu cục trưởng mang tiền đến nhờ gửi, một lần là 1,4 triệu đô la Mỹ và một lần là 1,2 triệu đô la Mỹ. Những người này khẳng định hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền do Nhàn nhận từ SCB. Gia đình người thân này đã mượn Nhàn 1,4 triệu đô la Mỹ để mua một mảnh đất tại Nam Định và sử dụng mở 10 sổ tiết kiệm. Những người này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu đô la Mỹ, 10 sổ tiết kiệm và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Họ sau đó đã nộp thêm 600.000 đô la Mỹ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho Đỗ Thị Nhàn. Bà Nhàn khai nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền hối lộ nhưng Văn không đến nhận. Theo lời khai ông Văn, người này đã 3 lần mang 3 thùng xốp xếp 5 triệu đô la Mỹ để hối lộ nữ cục trưởng của ngân hàng nhà nước là thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho Trương Mỹ Lan biết về nguồn tiền đưa hối lộ ông văn khẳng định nguồn tiền do trương mỹ lan chỉ đạo nguyễn phương hồng lấy từ nguồn riêng được chuyển từ scb sài gòn ra scb cầu giấy hợp thức bằng các bút toán rút nộp tiền chuyển tiền để rút ra đổi thành đô la mỹ văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của đỗ thị nhàn theo kết luận lời khai của ông văn về việc đưa tiền phù hợp với lời khai của đỗ thị nhàn nguyễn nam tuấn lái xe và những người liên quan tài liệu dữ liệu thu thập được Trương Huệ Vân, 36 tuổi, là cháu khỏi bị cáo Trương Mỹ Lan là cô ruột. Trương Huệ Vân là Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor và cũng là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Riêng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan cùng hai con chiếm 80% cổ phần, 20% còn lại là của Công ty Cổ phần Emerald do Trương Huệ Vân làm đại diện. Cáo trạng truy tố bị cáo Trương Huệ Vân về tội tham ô tài sản theo khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trương Huệ Vân là trợ giúp đắc lực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền nợ lãi phát sinh là 25 tỷ đồng. Trương Huệ Vân từng khai là cháu ruột, được bà Trương Mỹ Lan nuôi từ nhỏ nên gọi bà Lan bằng mẹ, bị cáo được cô nuôi ăn học rồi cho làm việc tại tập đoàn bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô, bị cáo tin vào tầm nhìn của cô nên cô nói gì cũng tin tưởng và nghe theo, chỉ đạo gì làm đó, không dám cãi lại. Ngoài ra cũng theo Trương Huệ Vân cho biết, từng làm trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất đông người có trí thức, thấy mọi người lăn xả vì cô, tin tưởng vào tầm nhìn của cô như thế nên không nghĩ gì, không ăn chia gì, mỗi lần Tết được Trương Mỹ Lan cho tiền. Trương Huệ Vân cũng thừa nhận biết rõ bị cáo Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập công ty ma, không hoạt động, không đúng tiêu chí kinh doanh, lập những khoản vay khống để rút tiền ngân hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Trường Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Cũng theo cáo trạng ghi nhận, cháu gái bà Lan đã tự nguyện tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Kết luận điều tra bị cáo Trường Huệ Vân bị tuyên phạt 17 năm tù. Tuy nhiên sau đó bị cáo Trường Huệ Vân cùng nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Liên quan vụ đoàn rước dâu bằng xe sang, dừng đỗ trên tuyến đường ở Hải Dương để chụp ảnh. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 bị can vừa bị khởi tố, Phạm Đức Hải, sinh năm 1996, chú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, được biết đến với biệt danh Hải Idol. Hải làm nghề sáng tạo nội dung, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để bán quần áo online, như Hải Idol vượt khó, Phạm Đức Hải, Hải Idol vượt khó, AE Limited chính hãng, Hải Idol, AE Limited. Theo điều tra, Hải lập ra bộ phận truyền thông, thường gọi là media, để sản xuất các video, hình ảnh số đăng tải trên những tài khoản của Hải trên không gian mạng. Ngày 19 tháng 4, trước khi diễn ra đám cưới của Nguyễn Văn N là nhân viên cũ của Hải, các đối tượng lên ý tưởng với bộ phận truyền thông về việc sử dụng 4 chiếc xe sang phục vụ rước dâu. Sau đó, nhóm truyền thông triển khai ý tưởng của Hải với các hạng mục trang trí 4 xe hoa, lên kịch bản, sản xuất và đăng tải các video có liên quan đến 4 chiếc xe sang lên tài khoản của Hải trên không gian mạng. Mục đích là mượn đám cưới của anh N để đánh bóng tên tuổi, tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng. Khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 4, Phạm Đức Hải là người xếp đội hình xe, rồi cùng nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi dùng 4 xe sang dừng đỗ xe giữa đường tại km 1 cộng 500, đường Trục Bắc Nam, thuộc địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, để gian cảnh chụp ảnh. Tiếp đó, nhóm này di chuyển trên đường và Vương Đình Trường, sinh năm 2004, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, phát livestream để câu like, câu view, tăng tương tác. Thời điểm trường phát livestream trên Facebook, Hải Idol vượt khó, đã thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác. Tối cùng ngày, Hải xem lại livestream nêu trên thì thấy có nhiều bình luận trái chiều, tiêu cực, lên án hành vi của anh ta và đoàn xe hoa, nên Hải tự xóa và gỡ đoạn livestream trên Facebook. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Hải và các đối tượng có liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông trên đoạn đường từ quốc lộ 38 đi vào đường trục Bắc Nam. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Qua thu thập thông tin, công an ghi nhận nhiều người sử dụng mạng xã hội đã phản ánh, thể hiện sự bức xúc bất bình lên án việc làm của các đối tượng. Hành vi của các đối tượng còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vừa qua, công an tỉnh Vĩnh Long và công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp giải cứu thành công một phó giám đốc công ty bị bắt cóc ở Hậu Giang, giam giữ tại tỉnh Vĩnh Long. Là người trực tiếp tiếp cận hạ đối tượng bắt cóc và giải cứu con tin, Thiếu tá Hồ Việt Quốc, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Vĩnh Long kể, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, đơn vị cảnh sát cơ động đã điều 18 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự tham gia phá án. Nhận lệnh điều động của cấp trên, các chiến sĩ nhanh chóng tiến thẳng đến căn nhà ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, nơi đối tượng bắt cóc đang giam giữ con tin. Thời gian tiếp cận hiện trường được lựa chọn vào lúc đêm khuya để tránh người dân tập trung hiếu kỳ mọi hành động của lực lượng làm nhiệm vụ diễn ra nhẹ nhàng nhằm không tạo áp lực kích động đối tượng bắt cóc. Thiếu tá Quốc nhớ lại, lúc bấy giờ không gian xung quanh rất im lặng, mọi người chìm trong giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, mọi bài toán cách xử trí của tổ công tác bên ngoài căn nhà có con tin thì luôn nóng. Theo lời Thiếu tá Quốc, nơi giam giữ con tin là căn nhà một trệt, một lầu, giáp danh hai bên là nhà người dân và chỉ có một cửa lớn. Do đó, việc tiếp cận để vào bên trong được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khó nhất là đối tượng bắt cóc đã cầm vật nhọn uy hiếp con tin và quan sát bên ngoài. Khi phát hiện có người lạ đến gần, có ý định vào nhà, đối tượng có thể sẽ sát hại con tin. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và cảnh sát cơ động công an tỉnh Vĩnh Long đã họp nhanh bàn phương án tác chiến. Nếu thuyết phục không thành thì thiếu tá quốc được giao nhiệm vụ dùng súng điện hạ đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ còn lại tạo âm thanh bên ngoài cửa để đối tượng mất tập trung. Sau khi phương án được chốt, ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đàm phán với đối tượng bắt cóc nhưng không có kết quả. Đối tượng yêu cầu công an phải cung cấp một xe ô tô và để y ra ngoài an toàn. Nếu không đáp ứng hay cố tình không làm theo, đối tượng sẽ cắt cổ con tin ngay lập tức. Với sự nhạy bén tình nhuệ, thiếu tá quốc đã nép vào ô cửa sổ chờ. Các cán bộ chiến sĩ còn lại làm đối tượng mất tập trung. Ngay khoảnh khắc đối tượng co chân phải lên và nhìn ra bên ngoài, thiếu tá quốc đã bắn một phát súng điện trúng ngay khớp gối chân phải làm đối tượng té ngã chớp lấy thời cơ lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng ập vào khống chế bắt giữ đối tượng bắt cóc giải cứu thành công con tin và bàn giao cho công an tỉnh hậu giang tiếp tục điều tra xử lý Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời, trong đó có cả trẻ em. Qua điều tra căn nhà tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ được Phạm Văn B cùng vợ thuê lại để ở cùng với một số người, sau đó tổ chức truyền đạo. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà trên có 21 người bên trong, trong đó có hai trẻ em dưới 6 tuổi, đang tổ chức sinh hoạt các nội dung liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời. Đáng chú ý, trong nhóm này có ông NDS, nguyên chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và bà LTA, giáo viên một trường trung học cơ sở ở thị xã Phú Mỹ cũng tham gia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này sử dụng 11 cuốn sách kinh thánh, máy tính, màn hình TV để phục vụ truyền đạo trái phép, một cuốn sổ ghi chép truyền đạo, kiểm tra một số căn phòng khác trong căn nhà thu giữ thêm các tài liệu liên quan. Qua khai thác, nhóm trên cho biết, B là người đứng ra tổ chức các buổi giảng đạo tại nhà thuê, trong đó có tư vấn về thực phẩm chức năng, lồng ghép nghiên cứu, đọc kinh thánh, xem các bộ phim liên quan đến việc truyền đạo. Phạm Văn B và các đối tượng thừa nhận việc tổ chức sinh hoạt có yếu tố tôn giáo nhưng chưa xin phép cơ quan nhà nước là trái quy định pháp luật, tuy nhiên không thừa nhận tham gia hội thánh Đức Chúa Trời mà chỉ là nghiên cứu. Những người trong nhóm cho biết căn nhà trên do ông Phạm Văn Bê sinh năm 1989 quê Hưng Yên và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Tê sinh năm 1994 quê Bình Định thuê để ở cùng hai người khác. Chính ông Bê là người đứng ra tổ chức các buổi giảng, những người khác được giới thiệu lôi kéo tham gia. Phạm Văn B và các đối tượng thừa nhận việc tổ chức sinh hoạt có yếu tố tôn giáo nhưng chưa xin phép cơ quan nhà nước là trái quy định pháp luật, tuy nhiên không thừa nhận tham gia hội thánh Đức Chúa Trời mà chỉ là nghiên cứu. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ đây là một nhóm hoạt động hội thánh Đức Chúa Trời do B cầm đầu, vợ của B và một số người khác góp sức. Các đối tượng thông qua nhóm kín trên các ứng dụng đã tổ chức truyền đạo. Theo công an thị xã Phú Mỹ, qua xác minh có căn cứ xác định đây là nhóm hoạt động liên quan đến hội Thánh Đức Chúa Trời do ông B cầm đầu, thủ đoạn lôi kéo thường nhắm đến người quen, khách hàng, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về sức khỏe để tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe để lồng ghép tuyên truyền trái phép về hội Thánh Đức Chúa Trời theo mô hình đa cấp. Sáng ngày 19 tháng 5, ông Nguyễn Văn Ninh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết một số làng quê tại địa phương này đang rúng độc trước vụ việc lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua hình thức vay mượn cá nhân. Người đứng sau vụ việc này là thôn nữ Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1995, quê xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo tìm hiểu, Nguyễn Thị Lài đã sử dụng hình thức vay mượn cá nhân để huy động một số tiền lớn từ nhiều nạn nhân, chủ yếu tại địa bàn thôn Công Hòa, xã Quảng Trung và thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên và một số địa phương lân cận quanh khu vực thị xã Ba Đồn bằng thủ đoạn lời hứa trả lãi suất cao, lại đã dễ dàng thuyết phục được nhiều người giao tiền cho mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi gom được số tiền lớn, ước tính hàng chục tỷ đồng, lại đã bỏ trốn khỏi địa phương, khiến làng quê nghèo nháo nhác, nhiều nạn nhân trong cảnh điêu đứng vì nguy cơ mất tài sản. Trình bày với phóng viên, bà Đinh Thị Thức, 58 tuổi, ở thôn Công Hòa, xã Quảng Trung cho biết, lấy lý do cần vay tiền cho em gái mình đi xuất khẩu lao động ở Úc Nguyễn Thị Lai đã vay của bà Thức tổng cộng 4 lần với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng qua hình thức viết giấy cho vay, ký, điểm chỉ và người làm chứng vào ngày 12 tháng 6 năm 2023. Trên giấy, Lai cam kết sẽ trả cho bà Thức trước tháng 2 năm 2024. Tương tự, trường hợp bà Nguyễn Thị Thế ở thôn Công Hòa cũng cho Nguyễn Thị Lai vay 4 lần với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng trong năm 2023. Nhiều người dân tại thôn Công Hòa đang mất ăn mất ngủ và phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa do đã thế chấp tài sản để có tiền cho lãi vay chỉ căn cứ bằng giấy vay tiền. Họ đang rơi vào cảnh tuyệt vọng vì tin vào lời hứa hẹn của nữ quái này. Chỉ tính riêng một số trường hợp trong làng này đã cho thôn nữ này vay với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn vay tiền, Nguyễn Thị Lai đã lừa đảo của rất nhiều nạn nhân các vùng lân cận với con số ước tính hàng chục tỷ đồng trong đó nhiều người là họ hàng, bạn bè, xóm làng của thôn nữ. Theo người dân địa phương, Nguyễn Thị Lài đã có chồng con và xây dựng một căn nhà khang trang tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung. Chồng Lài đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ nhiều năm trước nhưng chưa về nước. Trước khi bỏ trốn, Lài mở quán bán đồ ăn sáng ở quê nhà người dân đồn đoán Nguyễn Thị Lài sau khi rời khỏi địa phương có thể đã bỏ trốn sang Trung Quốc, nên việc tìm gặp đối tượng rất khó khăn và họ đã tìm nhiều người thân quen Lài hỏi thăm tung tích nhưng không có dấu vết rõ ràng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt gia quân triển khai 5 tổ công tác đặc biệt tuần tra xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố theo Công an thành phố Hà Nội, việc thành lập 5 tổ công tác đặc biệt gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phối hợp với công an phụ trách địa bàn nhằm thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm giao thông xảy ra hàng ngày trên các tuyến đường nội đô mà lực lượng cảnh sát giao thông và công an các quận không thể nào bao quát hết. Tổ công tác này khác với kế hoạch 141 mà công an thành phố đã triển khai nhiều năm qua, ở chỗ các tổ này không có sự tham gia của cảnh sát hình sự và tập trung xử lý vi phạm và khung giờ cao điểm tại các điểm nút giao thông trọng yếu. Tổ công tác đặc biệt sẽ tập trung kiểm tra và xử lý những hành vi như điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, người điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp. Phương châm của các tổ công tác là kiên trì, bền bỉ quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Chỉ trong ngày đầu giao quân, Tổ công tác đặc biệt đã phát hiện và xử lý 123 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 39 phương tiện các loại, trong đó có 3 xe ba bánh tự chế. Công ty quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ đã phê duyệt nhanh thuốc Talatamab của công ty dược phẩm Amgen, một liệu pháp miễn dịch điều trị cho những người trưởng thành mắc ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn cuối, dù bệnh nhân đã thực hiện hóa trị trước đó. Talatamab được bán trên thị trường với tên thương mại là Imdelcha, là liệu pháp miễn dịch nhắm mục tiêu sử dụng kháng thể đặc hiệu để gắn vào tế bào ung thư và tế bào miễn dịch, từ đó kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công và tiêu diệt ung thư. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn giữa được công bố năm ngoái trên tạp chí Y học New England cho thấy, tra giúp thu nhỏ đáng kể khối u ở 40% bệnh nhân được điều trị với liều lượng 10 mg talatalab được truyền qua đường tĩnh mạch 2 tuần một lần. Tuy nhiên, FDA yêu cầu Amgen phải hoàn thành thêm một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn để xác định hiệu quả và độ an toàn của tra trước khi được phê duyệt đầy đủ. Hiện tại Imdealtra có giá là 31.500 đô la Mỹ cho liệu trình đầu và 30.000 đô la Mỹ cho các liệu trình tiếp theo. Chi phí điều trị cho một năm có thể lên tới 781.500 đô la Mỹ. Tác dụng phụ phổ biến nhất của Imdelcha là hội chứng giải phóng cytokine có thể gây ra các phản ứng miễn dịch nghiêm trọng. Với tiềm năng cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân mắc ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn cuối, Imdealtra được đánh giá cao như một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn. Amgen cũng đang nghiên cứu ứng dụng Imdeeltra cho bệnh nhân mắc ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn đầu. Các nhà phân tích dự đoán Imdeeltra có thể mang lại doanh thu hơn 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Amgen nếu nghiên cứu trên thành công. Ung thư phổi là một căn bệnh ung thư ác tính xảy ra khi các tế bào gây ung thư phát triển mạnh mẽ trong các mô phổi. Các tế bào này tăng sinh nhanh chóng và khó có thể kiểm soát được, dần dần hình thành nên các khối u ác tính và có khả năng xâm lấn vào các bộ phận khác rất cao nếu không được điều trị kịp thời. Đa số bệnh nhân được phát hiện ung thư phổi tế bào nhỏ khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, khiến việc điều trị càng thêm phức tạp và tỷ lệ thành công thấp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo Thanh Hóa. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.